in Vietnam, there is a brand called Blue Saigon that turned this into this. How do they do that and why? Around the world, people love beach, sea, and seafood. But here is what they do. Plastic waste on beach and seafood waste after eating. Sea creatures die, some going to extinct. This bothers the founders of this company, Blue Saigon, and inspire them to find ways making products that are both eco-friendly and beautiful. After 3 years with hundreds of hours testing and making, from tiny shells like this, they got this. And this. This. And this. Chúng tôi rất tự hào với mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra vì khách hàng có thể sử dụng nó trong thời gian rất lâu. Với món trang sức nhỏ này, càng có nhiều trên thị trường thì môi trường chúng ta càng xanh. Such a waste can be turned into a treasure, and so are you. Never a waste, but a treasure. Xin chào, khách hàng của chúng tôi gồm như B&G, Saigon Times, Sun Group hay FB, và chúng tôi muốn đặt mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia của Việt Nam cũng như thương hiệu được nhận biết rộng rãi trên toàn thế giới bằng cách thứ nhất đẩy mạnh truyền thông, thứ hai hoàn thiện quy trình sản xuất và kinh doanh, chuyển đổi số thành công, thứ ba đó là hoàn thiện web trải nghiệm 3D cho khách hàng, thứ tư là mở rộng đại lý trong nước tới các khu vực du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo và mở rộng đại lý trên toàn thế giới như là châu Âu, Mỹ, Úc, Canada. Thứ năm đó là có mặt quảng bá rộng rãi trên các nền tảng như Facebook, Google, Amazon, Pinterest, Instagram, TikTok hay LinkedIn. Thứ sáu đó là đấu nối web của chúng tôi với các trang đại lý trên khắp thế giới để đảm bảo đạt được trải nghiệm đồng đều và thống nhất, trải nghiệm tốt nhất ở tại Việt Nam và thế giới. Xin cảm ơn ạ.